Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một cái mèo nhỏ để tẩy những cái vết dầu, vết dơ trên cái con dao mình xài lâu ngày này. Nó sáng bóng như mới nha. Và làm cách nào thì mời cả nhà mình cùng theo dõi nha. Thì đây mình hiện tại mình đang có hai con dao của nhà mình rất là dơ và rất là nhiều dầu nha cả nhà. Trước tiên cả nhà chuẩn bị cho mình một cái khăn nha, khăn nào cũng được, cái khăn hay là miếng vải gì cũng được. Rồi một ít kem đánh răng nha cả nhà. Và các bước làm sẽ như sau. Cả nhà mình bôi cái phần kem đánh răng này lên đây, lên cái phần mà mình muốn tẩy cái con dao này nè cho mình nha. Đó, xong rồi mình hoa đều lên nha cả nhà. Thì bên trong cái kem đánh răng này là nó có cái chất tẩy rửa rất là mạnh nha cả nhà. Thì cả nhà bôi đều lên cho mình. Thì cái cách này nó rất là đơn giản nha cả nhà, không có gì mà nó khó khăn hết trơn, ai cũng làm được. Rồi sau khi bôi xong thì cả nhà để cho mình tầm 2 phút nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ tiếp tục bôi cái con này luôn nha cả nhà. Cái kem đánh răng này nó có chất tẩy mạnh lắm nha cả nhà. Rồi cả nhà bôi xong, cả nhà để cho mình tầm 2 phút nha, để cho nó ngấm cái chất kem vô rồi nó tẩy được mạnh hơn nha. Rồi sau khi mình để này được 2 phút thì bây giờ mình tiến hành lau nha cả nhà. Cả nhà cứ lấy miếng vải nè, lau bình thường lên cho mình nha. Đó. Thì cái cách này đảm bảo với cả nhà là mình sẽ tẩy rửa cái con dao của mình là nó sẽ rất là sạch sẽ nha, nó không có còn dơ mà nó sẽ sáng bóng như mới luôn nha cả nhà. Đây thì cái thành quả mà sau khi mình đã làm cái với cái kem đánh răng này nha, thì cả nhà thấy là con dao mình nó sẽ sáng bóng như mới và nó không có còn một cái vết dầu mỡ nào nữa nha. Video của mình đến đây xin được kết thúc. Thì cả nhà thấy xem video của mình thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm nhiều video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà.